Một con nếu mà trung bình ở Việt Nam hiện tại thì những cái con khoảng 25-30 ngàn thì có rồi. Và đối với giống tóc sóc mà em đang theo đuổi á, thì giá thị trường Việt Nam thì em thấy là khoảng chừng 10 triệu trở lên, 1 triệu trở lên, thậm chí là vài trăm triệu. Các anh em cũng đã có nhận mấy con giống về rồi. Con này thì nó khoảng 5 ngàn. Thì nó cũng đơn giản, nhưng mà để một con chó đi show ấy, thì nó rất là vất vả, vì từ chế độ dinh dưỡng này, chế độ ăn này, tập luyện thế nào, xong rồi chăm sóc lông như nào, thực phẩm chức năng nữa, xong rồi tắm rửa sao cho đúng cách, chải lông cho đúng cách thì nó mới không bị mất lông, và nó ra được cái bộ lông tốt nhất thì lúc đấy thì nó mới đạt phong độ cao nhất để tham dự cuộc thi. Nhập chó từ Thái Lan này cũng có, Hàn Quốc cũng có, và một số anh em thì mình thấy còn nhập từ bên châu Âu về nữa. Chỉ cần con chó đủ điều kiện sức khỏe và có những cái giấy tờ cần thiết, những cái giấy tờ nhập cảnh thôi là ok. Những chó nhập về tùy nha, tùy giá phả, tùy chất lượng, thì em thấy cái giá trị của nó phải 50 triệu trở lên á. Hiện tại thì mình thấy cái phong trào nuôi chó của Việt Nam mình đó, nó đang đi lên rất là, nó nở rộng trên thị trường đang liên tục, và những cái bạn trẻ thì thường sẽ yêu thích những cái giống chó nhỏ, những cái giống chó indoor được nhiều hơn. Có tiết kiệm chi phí tối đa thì một tháng á, mình nghĩ là cũng phải tốn khoảng từ 1 triệu tới 1 triệu rưỡi cho một bé tóc sóc, và đa số là cái công của người chủ mình bỏ ra chăm sóc bé là nhiều. Còn nếu như mà mọi người chăm bé bằng những cái loại hạt tốt, hạt xịn nè, hoặc là đi spa, xài những cái mỹ phẩm xịn hơn, thì mình nghĩ là cái chi phí nó một tháng khoảng tầm 2-3 triệu ạ. Việt Nam của mình thôi mà, nó là chó Việt Nam nên mọi thứ nó cũng dễ dàng. Nếu mình yêu mình sẽ làm được. Đầu tiên mình là người Việt Nam, thứ hai nữa là Mông Cộc là một giống chó mà rất là trung thành, và cái bản năng trong nhà của nó rất là tốt. Đó là một trong những cái đặc tính rất là quan trọng của chó mà người Việt mình rất là thích. Thấp thì nó khoảng 1-2 triệu, cao thì nó lên đến